Yeah, video số 2 về Ki mọi người nhá. Video hôm trước là Ki cộng với tính từ, hôm nay sẽ là Ki cộng với động từ. Và trong ngày hôm nay sẽ có 3 phần, đó là Kiyo, Kiga và Kini. Chúng ta bước vào phần đầu tiên. Động từ đầu tiên, Kiyo Scout, sử dụng khí. Chúng ta sử dụng khí và để làm gì các bạn? Sử dụng khí để làm gì cả? Đúng rồi, để quan tâm, để ý đến người khác. Chẳng hạn như là kare wa kaze o hita watashi ni ki o tsukatte kusuri o katte kureta. Anh ấy để ý đến tôi bị cúm và mua thuốc cho tôi. Chưa? Hay là cảm ơn anh đã để ý đến tôi, để ý đến em. Ki o tsukatte itadaite arigatou gozaimasu. Hoặc là có một từ biến thể của ki o tsukau, đó là từ kizukai. Đúng không nào? O kizukai itadaki arigatou gozaimashita. Đều giống cái từ câu vừa nãy nha. Ki o tsukatte itadaite arigatou gozaimashita. Giống nhau nha. Ok. Động từ số 2, torareru, tức là bị lấy đi. Vậy thì kiyo torareru, bị lấy mất khí thì mang nghĩa là gì mọi người? À, bị sao nhãng, mất tập trung. Về cái việc gì đó sẽ là dùng cả từ ní nhỉ. Sore ni kiyo torareru, bị sao nhãng về cái vấn đề đó. Đúng không? Động từ số 3, ushinao. Ushinao có nghĩa là đánh mất. Vậy thì kiyo ushinao, tức là đánh mất khí. Đánh mất khí thì là gì nhỉ mọi người ạ? Này. Đánh mất khí thì là đánh mất ý chí. Được chưa? Đánh mất ý chí. Hoặc là như thế này. Đây cũng là tình trạng là đang bị mất khí đấy mọi người. Thì có nghĩa là mất tỉnh. Đấy, thì mọi người nhớ hai cái, một cái là mất khí nhưng mà vẫn tỉnh thì là đánh mất ý chí. Được chưa? Còn khi mà nhắm mắt vào rồi thì sẽ là bị mất tỉnh. Đúng không? Kiyo ushinatte shimatta. Được chưa nào? À, động từ tiếp theo. Hiku. Kiyo, hiku, hiku là kéo mà. Kéo cái khí của ai đó về phía mình, tức là muốn lôi kéo, thu hút sự chú ý của ai đó. Chẳng hạn nhỉ, các bạn thấy bọn trẻ con nó hay khóc dai lắm, nhưng mà nhiều lúc thực ra nó không khóc đâu. Nó cứ bố đứng bên kia, nhưng mà nó muốn lôi kéo sự chú ý của bố á. Đúng là Otosono kiyo hiko to musume wa zutto naiteru. Đấy, đứa con gái khóc suốt để lôi kéo thu hút sự chú ý của bố. Đấy chưa? Động từ tiếp theo, nuku. Kiyo nuku. Chúng ta có từ karada o nuku, nghĩa là gì nhỉ? À, thả lỏng cơ thể ra. Đấy chưa? Thả lỏng cơ thể. Đấy chưa? Đấy. Vậy thì kiyo nuku cũng là thả lỏng, nhưng mà thả lỏng về tinh thần nhé. Hay chúng ta có dùng từ xả hơi cũng được. Ngoài ra nó còn một nghĩa nữa, đó là lơ là, mất cảnh giác. Ví dụ, kare no kiyo nuita shigoto buri ni wa mo hontou ni hara ga tatsu. Tức là tôi thực sự đang rất là cáu về cái tác phong làm việc lơ là của anh ta. Chưa? Cuối cùng đó là ireru, bỏ vào. Vậy kiyo ireru, tức là bỏ khí vào. Bỏ khí vào để làm gì mọi người? À, chúng ta dồn khí vào để tập trung, dồn hết sức lực để tập trung vào một cái việc gì đó. Chẳng hạn như là Yasa motto kiyo irete renkyou shiro. Mọi người ơi, tập trung vào, dồn sức vào học nhiều hơn nữa. Được chưa? Đấy, phần số 2 đó là kiga nani nani. Nhớ gá nha. Vậy chúng ta sẽ có 3 động từ sau đây. Kiga kiku. Thứ 2, kiga tsuku. Số 3 là kiga kuru. Đầu tiên, kiga kiku nha. Đấy, ví dụ này. Em ơi, uống nước ạ. Kiga kiku ne, kimi. Có nghĩa là gì mọi người nhỉ? À, cậu này thật là tinh nhí, thật là chú đáo. Chú đáo nhỉ, tinh nhí nhỉ. Đấy, kiga kiku là như thế nhá. Tiếp theo, kiga tsuku hay là kizuku. Có nghĩa là để ý, nhận ra điều gì đó. Chẳng hạn nhỉ, về nhà rồi mới để ý thấy là mình đánh rơi mất ví. Đúng không? Ie ni kaettara, saibu o nakushita no ni kizuita. Được chưa? Cuối cùng, kiga kuru có nghĩa là nổi điên, nổi cáu lên. Đúng không nào? Vì sao? Chẳng hạn như là vì quá là đau buồn chẳng hạn. Đúng không? Totemo kanashimi de kiga kurutta. Đấy. Đấy là xong phần kiga rồi nhá. Đấy, phần số 3 đó là kini. Được chưa? Hãy động từ đầu tiên. Kini iru. Nhớ các bạn nhớ nhé. Kini iru bằng với lại là suki, có nghĩa là thích. Tuy nhiên, kini iru ở đây là mới chớm thích cái gì đó thôi. Chẳng hạn hôm nay mới vào buổi party,
thì gặp một người con gái đó thì mình sẽ bắt đầu thích người ta sẽ dùng là à kỳ đi tạ tôi thích cô ấy rồi, được chưa? Hoặc là đi thuê một căn phòng nào đó, nhìn căn đi thuê phòng nó vào một căn phòng nhìn khá là đẹp nha, à kỳ đi tạ à thích nó rồi. Còn ski tức là trong khoảng thời gian dài mình sống trong nó rồi mình thì mình dùng từ ski mình thích rồi đúng không? Hay là làm quen với cô ấy, nói chuyện với cô ấy nhiều rồi nên là mình tự nhiên thích, thích lâu rồi thì dùng ski. Thế chưa nào? Cuối cùng đó là kinisuru và kinaru. Hai thằng này giống nhau đúng không? Đều là quan tâm để ý đến. Nhưng mà phân biệt nào? Cái thằng kinisuru này đứng trước nó sẽ là ô. Thế chưa nào? Thầy tức là gì nhỉ? Mình quan tâm đúng không? Ý thức và quan tâm nghĩ về nó. Được chưa? Hãy asta no tenki o kinisuru, để ý đến thời tiết ngày mai, đúng không? Sonna sasai na koto o kinishinai de yo. Kinisuru na, tức là đừng có quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt vụn vặt như vậy. Sasai na koto chuyện nhỏ nhặt vụn vặt. Được chưa? Hãy còn kininaru ở trước nó sẽ là ga. Được chưa nào? Tức là mình không ý thức về nó nhưng mà vẫn nghĩ về nó. Ok. Kanozo no koto ga kininatta. Tức là tôi để ý đến cô ấy. Được chưa nào? Hãy nha sao? Dĩ nhiên là tsukimashita ka. Mọi người cảm thấy tự tin về cái thằng ki này chưa? Rồi đúng không? Ok. Nhớ đem ra và sử dụng nhá. Trong cuộc sống hàng ngày sử dụng rất là nhiều với cái từ ki này đấy. Ok. Bye bye.